Xin chào, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong series video bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên TikTok phiên bản 2022. Tên tôi là Phan Anh và tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các anh chị cách để chúng ta tạo ra TikTok Shop và ứng dụng TikTok Shop trong kinh doanh như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là TikTok Shop là gì và cách tạo tài khoản ra TikTok Shop như thế nào, tạo ra một cái tài khoản như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta cần hiểu là TikTok Shop là một cái tính năng thương mại điện tử của TikTok được tích hợp vào trong cái ứng dụng TikTok, được chưa ạ? Và cái mục tiêu của TikTok đấy là giống như là một ứng dụng mà có nhiều dịch vụ, tiếng Anh người ta gọi là super app, đúng không ạ? Vừa cho xem giải trí, vừa đăng video giải trí, vừa bán hàng, vừa live stream đó, vừa chạy quảng cáo. Thì cái mô hình này cũng giống như là Facebook, cũng giống như là YouTube chúng ta đã được biết. Trên Facebook thì chúng ta có fanpage, và trên fanpage thì chúng ta có tính năng e-commerce shop, đúng không ạ? Cho phép là chúng ta đăng các cái sản phẩm lên trên gian hàng. Trên Facebook còn có cả marketplace, tức là cái phần giao vặt, bài niêm yết, gọi là phần giao vặt cho những người dùng như chúng ta để lên đấy giao vặt để cung cấp nhiều cái dịch vụ giá trị để giữ chân khách hàng hơn. Thế thì TikTok Shop là một cái nơi để chúng ta tạo ra những cái gian hàng, những cái cửa hàng trực tuyến của chúng ta trên nền tảng TikTok. Và đồng thời kết hợp với việc là chúng ta đã sản xuất video phát triển kênh. Thí dụ như là tôi giới thiệu cái áo này, tôi nhảy múa, tôi giới thiệu cái áo này đẹp quá, đúng không ạ? Các bạn muốn mua cái áo này thì xin mời vào kênh TikTok của tôi. Ở phần TikTok Shop các bạn mua được hàng ngay mà các bạn không cần phải đi đâu. Rất là tiện, đúng không ạ? Và nó cũng giống như là một cái trang thương mại điện tử, một cái sàn thương mại điện tử, nó cung cấp khá nhiều các tính năng. Đấy, nó cũng sẽ có những cái thông tin mô tả hình ảnh video lượt mua rồi thì vân vân nhá. Cái điều kiện để chúng ta được mở gian hàng trên TikTok thì nó chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là đối với các cái thương hiệu và người bán, tiếng Anh gọi là brand và merchant ấy. Thì chỉ cần có pháp nhân tại Việt Nam, ví dụ như là doanh nghiệp của chúng ta có tên, có doanh nghiệp là chúng ta có thể mở được ngay. Thế thì chúng ta sẽ mở một cái kênh TikTok và sau đó thì chúng ta sẽ đăng ký cái tính năng TikTok Shop, được chưa ạ? Vâng. Và những cái sản phẩm thì nó phải thuộc về cái chính sách được phép bán hàng ở trên TikTok. Thì đây cũng chung chung thôi. Facebook hay là sàn thương mại điện tử thì nó cũng thế. Thí dụ chúng ta bán những cái sản phẩm bị cấm thì chúng ta sẽ không làm được, đúng không? Và đối với creator, tức là những cái nhà sáng tạo nội dung, thì kênh của chúng ta phải là trên 10.000 theo dõi thì chúng ta mới có thể tạo được cái gian hàng TikTok Shop này, và trên 18 tuổi. Đấy. Thế thì chúng ta khi mà chúng ta phát triển kênh xong thì chúng ta phải tính đến cái chuyện là làm TikTok Shop, hoặc là chúng ta tính đến làm TikTok Shop thì chúng ta phải phát triển kênh làm sao nào chủ đề và khách hàng nó phải phù hợp với nhau. Đúng không? Ví dụ như chúng ta giải trí nhí nhố được nhiều theo dõi nhưng mà chúng ta đưa lên không bán được hàng. Đấy, đấy là cái ý mà tôi muốn nói. Thế thì các bước để mà tạo cái tài khoản TikTok Shop là như thế nào? Thì ở đây các bạn có thể là truy cập vào đường link chính thức của TikTok Shop. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ nhấn nút đăng ký, các bạn đăng nhập, rồi thì các bạn xác thực, vân vân. Được chưa ạ? Thế thì ví dụ như là đây là tôi đang nói về slide. Thế còn thực tế thì bây giờ các bạn có thể vào đây. TikTok Shop, enter. Đấy, nó ở cái địa chỉ là sellervm.tiktok. Chúng ta có thể điền tên, số điện thoại, địa chỉ email của chúng ta vào đây. Ví dụ như là 989623888, số của tôi. Xác nhận xem nào. Đấy. Alo. Ok. TikTok, khi bạn để số vào đây thì TikTok sẽ gọi cho bạn. TikTok sẽ gọi cho bạn và nhập cho bạn cái mã OTP.
Rồi, email. À, cái này nó bắt xác thực rất là nhiều bước. Đó, email đã đến. Sáu năm tám bốn bảy bốn, ok. Password. Đúng nhỉ? Đó. Rồi. Thì đây chúng ta đang nhìn thấy cái giao diện của TikTok Shop bằng tiếng Anh. Chúng ta có thể đổi sang tiếng Việt nếu mà chúng ta muốn. Thế thì đầu tiên là chúng ta phải xác minh tài liệu. Ví dụ như là chúng ta sẽ tải tài liệu lên, và tài liệu này phải tải mềm bằng 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 phần mềm chụp ảnh hoặc là scan và scan màu. Đấy, mã số thuế đúng không ạ? Rồi tài khoản ngân hàng để thanh toán. Đấy, và chúng ta sẽ thêm các cái sản phẩm vào. Đó. Và chúng ta cũng có thể chạy các cái chiến dịch. Đấy. Siêu sale live stream. Cái này nó bắt chước cũng rất là giống của Shopee. Cũng có những cái ngày chẵn, mùng 7 tháng 7, mùng 8 tháng 8, kiểu kiểu như thế. Và chúng ta cũng sẽ có những cái dữ liệu để xem ở đây. Và cái này nó là giao diện giống như là chúng ta nhìn thấy ở đây là có các cái sản phẩm, thêm sản phẩm, đơn hàng, quản lý đơn hàng, vận chuyển. Đó. Và hiện nay TikTok đang kết hợp với công ty GT. GT quảng vận chuyển là một công ty cũng thuộc của Trung Quốc. Đấy, khuyến mại, tài chính, rút tiền, vân vân, đúng không? Tài khoản vân vân. Thì nó cũng khá là dễ. Thế nhưng mà sau khi mà chúng ta đăng xong ấy thì nó chưa phải là đã xong đâu. Thì bây giờ chúng ta phải đăng sản phẩm lên. Đấy, chúng ta phải có hình ảnh đẹp, viết mô tả về sản phẩm, và chúng ta phải làm video kèm theo giá, và chúng ta phải nghiên cứu về về sản phẩm và thị trường một chút. Bởi vì các bạn lưu ý là khi mà các bạn đưa sản phẩm lên ấy, thì sản phẩm nó phải phù hợp với tập khách hàng ở trên TikTok từ 16 đến 30 tuổi trẻ, và các cái sản phẩm các bạn nên bán dưới khoảng 300.000, sản phẩm đa dạng, dễ dễ mua, dễ bán, chính sách đổi trả thuận tiện. Đặc biệt là các bạn phải làm kênh TikTok của mình mạnh, thì từ đó có lượt theo dõi lớn, thì khi mà chúng ta livestream, chúng ta phát triển kênh TikTok Shop thì nó mới có hiệu quả. Thế còn nếu không thì chúng ta sẽ phải đưa khách hàng vào TikTok Shop thông qua những cái traffic ngoài. Ví dụ như là chạy quảng cáo Google, chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo trên các nền tảng khác thì nó cũng sẽ tốn tiền. Và dần dần thì TikTok Shop nó cũng sẽ giống với Shopee. Chúng ta cũng sẽ có những chương trình marketing nội sàn, livestream bán hàng và livestream hiệu quả và chốt đơn ngay trên TikTok Shop. Nó giống như là một cái nền tảng e-commerce, hoặc là chính xác là nó sẽ bắt chước giống với Douyin, là một cái ứng dụng của TikTok tại thị trường Trung Quốc. Thế tiếp theo là chúng ta sẽ đăng sản phẩm lên TikTok Shop, đúng không ạ? Truy cập vào trang quản lý. Đấy, sau đó thì chúng ta đưa thông tin hình ảnh theo những cái mà TikTok đang yêu cầu. Đấy, chi tiết về hình ảnh, cập nhật thông tin lên.
nha. Và ngay từ bây giờ thì chúng ta nên làm đi, cũng rất là hiệu quả. Kết hợp với việc là chúng ta phát triển kênh, kết hợp với chúng ta phát triển kênh thì chúng ta sẽ bán được nhiều hàng, đúng không ạ? Để mà tối ưu được thì chúng ta có hình ảnh đẹp, có mô tả kỹ và có video đi kèm. Đấy, rồi đó là cách thức mua bán, đúng không ạ? Và quan trọng nữa đấy là chúng ta cần phải làm gì. Chúng ta phải có một cái lượng theo dõi đủ lớn và xây dựng thương hiệu đủ lớn, kết hợp với live stream, kết hợp với sau này sẽ chạy quảng cáo nữa, thì nó sẽ rất là ok, rất là hiệu quả. Và TikTok là một cái kênh thực sự là màu mỡ và một cái kênh thực sự là rất tiềm năng. Bởi vì cái trào lưu về Facebook nó tốt cách đây 10 năm rồi, và thời điểm bây giờ nó đang cũng rất là khó khăn, đắt đỏ, thì TikTok là một kênh, một cái mảnh đất mà các bạn nên sử dụng để mà các bạn bán hàng và kiếm tiền. Cái việc tạo ra kênh TikTok Shop thì không hề khó, chúng ta nhìn thấy chỉ vài bước: điền số điện thoại, điền mail, xác nhận, cập nhật thông tin và cập nhật sản phẩm lên đây. Đấy, giống như là chúng ta làm một cái gian hàng trên các sàn thương mại điện tử thôi. Thế nhưng mà để có đơn hàng ấy, đấy thì chúng ta sẽ cần phải học về nó nhiều hơn, phát triển kênh, làm nội dung, thu hút kênh và viral kênh. Đấy, kết hợp với việc là bán hàng và chăm sóc khách hàng, kết hợp với việc là chúng ta phải thực hiện live stream và sau này chúng ta sẽ phải chạy quảng cáo nội sàn nữa. Đấy, thì chúng ta mới bán được hàng các bạn nhé. Và lưu ý là những cái sản phẩm cấm hoặc là những cái thông điệp mà những cái thông tin mà chúng ta đưa lên trên TikTok Shop thì cũng bị cấm, ví dụ như là so sánh phân biệt hoặc là những cái sản phẩm quảng cáo quá mức, đúng không ạ, hay là quảng cáo sai sự thật. Đấy, rồi thì vẫn các cái thương hiệu mà chúng ta không phải là đại lý ủy quyền thì có thể là cũng sẽ bị xóa. Đấy, thì còn nhưng mà nếu mà chúng ta không đưa lên TikTok Shop thì chúng ta lại đưa lên video hoặc là chúng ta live stream thì vẫn ok. Đấy, vẫn ok, được chưa ạ? Thì đấy là một vài cái gợi ý căn bản cho các bạn. Và các bạn muốn phát triển TikTok Shop tốt thì thứ nhất là cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh, video, bài viết và mức giá, kết hợp với các chương trình khuyến mại tốt. Thứ hai là chúng ta có thể là kết hợp với các chương trình marketing nội sàn, sau này TikTok Shop nó sẽ có. Và thứ ba nữa là chúng ta đặc biệt, như tôi nói, là chúng ta phải phát triển kênh, phát triển nội dung bằng video 1 phút liên tục để làm gì, để hút lượt người xem. Sau đó thì chúng ta làm đồng thời vừa ngày vừa phát triển kênh, tối vừa live stream, xong đưa khách về TikTok Shop chốt luôn, không đẩy sang những cái nền tảng khác như web hay là Shopee nữa, mà chốt thẳng đơn trên TikTok Shop, đúng không ạ? Và TikTok bây giờ nó rất là mạnh, nó sẽ có nhiều tiền, nó sẽ hỗ trợ chúng ta, những người bán. Hãy nghe lời tôi, là cái lời khuyên của tôi là 10 năm trước bạn không làm Facebook rồi thì bây giờ bạn không được bỏ qua TikTok đâu. Đấy, nó là một kênh cực kỳ mạnh để cho các bạn có cơ hội bán hàng trong thời điểm bây giờ. Đấy, xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như là thương hiệu của doanh nghiệp, cũng như là tăng được cái lượng theo dõi. Đấy, và tất cả những cái nền tảng của TikTok nó cũng sẽ bắt chước giống Facebook na ná như thế, đúng không ạ? Nó sẽ có nhiều tính năng, nó vừa live stream, nó vừa có shop, nó vừa có kênh, nó vừa có ads, rồi nó cũng sẽ có giao vặt, nó cũng sẽ quảng cáo marketing nội sàn, vân vân. Rồi nó cũng sẽ tích hợp những cái công cụ thanh toán, nó cũng sẽ tích hợp những cái công cụ giao vận, nó cũng sẽ tích hợp những cái công cụ bán hàng hỗ trợ cho người bán. Đấy, bởi vì là cái tham vọng của TikTok nó không dừng chỉ đơn giản là một cái mạng xã hội thông thường đâu, mà nó là một cái dạng là mạng xã hội thương mại điện tử đó. Và bây giờ vẫn đang là cái thời điểm cực kỳ tuyệt vời cho các bạn đang làm TikTok. Vâng, và nếu như các bạn cần bất kỳ cái điều gì hỗ trợ để các bạn có thể làm kênh tốt hơn, để live stream tốt hơn, để quảng cáo tốt hơn, để bán hàng trên TikTok Shop tốt hơn, thì đấy là bốn cái tính năng chính của TikTok hiện nay, thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi là Nguyễn Phan Anh, công ty BA Marketing, để được tư vấn và trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại các chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.